Hey, xin chào tất cả mọi người. Thì trưa hôm nay vợ chồng mình ăn vịt quay nữa nha mọi người. Mình đang đi ngoài đường thì chồng mình ảnh gọi, nói bữa nay ảnh muốn ăn vịt quay. Đó thì mua nguyên khay về hai vợ chồng ăn vịt quay nè. Đó, ăn vịt quay mà đeo mắt kiếng luôn dữ dằn không. Nói sao chồng mình ảnh không có thích nắng. Nên ảnh ra ngoài nắng là ảnh phải đeo kiếng vô. Chứ Việt Nam mình ít không đeo kiếng rồi quen á, chứ mình ra nắng mình bình thường, chứ người Mỹ ta ra nắng là ta đeo kiếng. So good. So good. Here, there's it's a cucumber for you to chase with. To chase with. You want some white rice? Này có hộp cơm nữa nè. I don't need any white rice. No, muốn có muốn ăn cơm có cơm luôn. Thấy không? Hôm nay trời rất là đẹp các bạn. Nắng nóng nhưng mà không nóng quá nóng, quá mát mẻ luôn. Thấy không các bạn? Rồi bây giờ để bỏ máy xuống. Bữa nay có cho cái trời, bữa nay để nguyên hồi nào đâu có nào giờ đâu có để nguyên cái đầu này trong đây luôn, bữa nay bỏ cái đầu vô luôn nè. Nước sốt chấm nè. Rồi, bây giờ xin mời tất cả mọi người nha. Buổi trưa ngồi ngoài thì ăn vịt coi nè. Các bạn, mình biết là bạn nào ở đây cũng thích ăn vịt quay phải không? Có người nào mà ghét ăn vịt quay không? Vịt quay dễ ăn ha. Ngon quá. Phải. Very good. Thank you. Quá ngon. I knew that would hit the spot. Yeah. Gần về thì mình với chồng mình gần về Việt Nam đó các bạn. Nôn quá. Nôn Việt Nam ngập chay quá. Với các bạn mới vào coi kênh thì mình tên là Ngọc, chồng mình tên là Truyền nha. Các bạn muốn biết chuyện tình của mình với chồng mình, các bạn coi vlog 61 nha các bạn. Hình như là cái video clip đó được 1 triệu người lượt xem đó. Các bạn kiếm kéo xuống mình có để số video vlog 61 nha các bạn. Chuyện tình yêu giữa mình với chồng mình. Mình có kể trên đó. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Cái này, cái bài này chắc có nhiều bạn trẻ không biết đâu. Chỉ có mấy cô mà bốn mấy năm chục tuổi á. Cái bài đó gọi của chuyện tình yêu của Ngọc Lan. Ngọc Lan là ca sĩ ngày xưa lắm rồi. Bạn đó hay lắm. Chồng mình ăn cục mà có thịt không à. Xương là nó không có thích cặp xương. Các bạn hay hỏi chồng mình làm nghề gì. Ở trong video clip 61 đó mình có nói luôn. Nhưng mà cái video clip này sẵn đó luôn. Chồng mình ảnh làm sửa chữa thiết bị dụng cụ y tế cho phòng nha sĩ, thì trong phòng nha sĩ có những cái máy gì mà sửa với lắp ráp là anh làm hết. Nhưng mà hiện tại anh đang đi học lấy đấy bằng quản trị kinh doanh, học ở nhà, học trên máy tính á. Anh học được nửa năm rồi, còn 1.5 năm nữa hoặc là 1 năm nữa là anh sẽ ra trường kết thúc. Anh đi học như vậy á, công ty trả 75% cái tiền học 5 tuần á, là mình trả 1.500 1.500 là 30 triệu á. Học 5 tuần á, bạn học ở nhà, nhà học cho máy tính á. Quản trị kinh doanh. Công ty trả tiền, công ty hỗ trợ trả tiền. Đó, mình thích kiếm mấy cái khúc xương này ăn nè. Nice and crunchy. Múc miếng cơm, sức miếng cơm.
What a beautiful day. Mm-hmm. It's not so hot. Beautiful. I don't think we can go over right now. I think it would be too high if we were in a kayak. We can go out and around the lake though after this for sure. Mm-hmm. Beautiful. Did a whole bunch of homework this morning. Just got a little bit more to do. Yeah. And I'm done until next month. Bà hai gọi. Con nghe bà hai ơi. Alo. Trời ơi, bữa giờ trốn đi đâu mất tiêu. Trốn mất tâm mất tích luôn, gọi không được luôn. Trời ơi, ngày đi tắm biển, ngày đi tắm suối, ngày đi tắm sông. Cuộc đời bà hai sướng dễ sợ luôn. So good. Bởi vậy, thấy đen thui luôn á, thấy cô Sophie post hình lên bà hai đen thui luôn. Hết tắng như bân bử rồi. Giờ đen như bao công rồi. Bởi vậy như bao công luôn. You're so silly. À, con dây bữa giờ về Việt Nam bình yên vô sự. Có không? Bà cố có coi clip nữa không? Anh con post video clip lên đó. Hèn chi bữa giờ con nó không bỏ con nên con đâu còn người coi nữa đâu. I hate the spot. Bởi vậy bỏ bê clip con luôn rồi coi nó không chết luôn. Rồi bà hai lưu số điện thoại của ba con với anh Bảo chưa, để về có gì về gọi con. Rồi nghiên cứu nghe, quay bỏ kỹ chứ đừng quên nha. Con chuẩn bị về rồi đó. Thứ sáu. Dạ. Bữa giờ con gọi thím Phượng con nói, ủa sao bà hai bữa giờ bà mất tích nha. Bà biệt tích giang hồ, bà vô bà luyện võ công nữa đâu không biết. Phải không? Bà thím Phượng bà đi chơi rồi. Nói trời đất ơi. Sorry for eating so fast. It's so good. Bà vậy. Không, bà hai phone mà con đang làm mà con phải cúp máy, bà hai con ngại lắm, con nói thiệt á. Mà bây giờ con đang làm. Con làm cái là con khách mình nói chuyện tiếng Việt nó không thích phải không? Ở vậy mới chết chứ không? Rồi bà hai nghiên cứu rồi ngày chừng nào qua con. Khoan. Tháng 10 bà hai muốn qua hả? Con nghiên cứu vậy nè. À, tại vì á con qua xong rồi con nghiên cứu là con cần con nghĩ mẹ con sẽ qua lại với con. Tại vì con không muốn đưa con nhỏ đi ra nhà trẻ. There you go, chase them out. Nếu mà mẹ con qua với con á thì mẹ con sẽ về. Yeah, về, poop everywhere. Tới sinh nhật con chay xong 1 tuổi là mẹ con đi về. Xong rồi lúc đó là bà hai qua đó là con nghiên cứu lúc đó là ngày 18 tháng 11 á. Bà hai thấy sao? 18 tháng 11 là ngày con cần bà hai đó. Bà hai nghĩ sao? Đó các bạn, hồi nãy giờ bà hai gọi. Bà hai gọi lâu, bữa giờ bà gọi mà lúc mà đang làm á. Nên nó nói chuyện được vài ba câu hỏi thăm sức khỏe xong rồi cái cúp máy vậy chứ rồi nó đang làm không có nói chuyện nhiều tiếng Việt tại vì khách người ta không thích quá không. Hôm nay ba đợi chủ nhật ở nhà nè, nói chuyện thoải mái ba gọi. Chuẩn bị Việt Nam gặp ai nè.
các bạn chuẩn bị cái đó, đón coi cái video clip mình gặp bà Hai Việt Nam nha. Những bà hai nói qua, nói về tới Việt Nam là bà Hai đi qua gặp anh Chay liền nhá. Chay quá trời nhớ. Đối với tất cả mọi người ai chưa biết bà Hai á, thì bà Hai hồi bữa làm bà Hai có qua đây chơi với mình, ở nhà mình mấy tháng. Bà Hai á là dì ruột của Thím Phượng. Thím Phượng là cưới chú ruột của mình. Coi bà Hai nghiệp á. Mình coi bả như Hello. Hi. Mình coi bả như là bà ruột của mình vậy. Bà Hai nấu ăn ngon lắm. Quay bị bà Hai cook good food rồi. Mhm. Well, that is it for me. I am officially done. Yeah. It's real good. I'm glad it hit the spot. Can you finish the cucumber, please? Please. Trời ơi, con miếng này mỡ không à? Mm-hmm. Đã không? A lot of fat in that. Mm-hmm. A lot of fat in that. Quá ngon. Bà Hai cũng thích ăn vịt quay nè, mà mẹ với ba mình cũng thích ăn vịt quay này nữa. Chỗ này đặc sắc làm vịt quay ngon dễ hơn. I just want to anchor and float in the lake. Yeah. All right, baby, I'm gonna go change into my swim shorts, okay? Yeah. Chồng mình anh muốn vô thay cái quần bơi để anh xuống nước anh bơi. Thời tiết này là quá đẹp luôn, quá đẹp trong một cuộc tình luôn. Mình thì mình ăn chưa xong đâu, nãy giờ nói chuyện với bà Hai nên phải nên dừng lại. Bà Hai nói bà Hai Việt Nam, bà Hai mua bánh cho Chay. Chay xuống dễ sợ, đẻ ra ai cũng thương. Cái này là nguyên con vịt đó các bạn, 600.000 nguyên con. Mấy này nhiều thịt quá. Lợi miếng nào có ít thịt mà nhiều xương á, cạt mới đã. Thịt không ăn nó sẫm xày. Không phải là sẫm xày, nó rất là juicy. Nhưng mà thích ăn miếng có xương vậy. Hồi nãy trước khi mình đi mua cái này là mình phải gọi điện thoại các bạn, gọi điện thoại. Tới 25 phút sau người ta mới làm xong con vịt này, mình mới tới lấy. Ở đây cái gì cũng gọi trước các bạn ơi. Gọi anh Thọ nói cho tôi đặt con vịt đi. Nên tao nói ok. Cũng muốn đặt gì nữa không? Nó nói không, một con vịt thôi. Cái đó nói ok, 25 phút nữa tới. Rồi, đúng 25 phút nữa tới là có vịt để nó, rồi tính tiền, xách con vịt đi về. Vậy thôi, đơn giản. Hoặc là không muốn chờ lâu á, gọi tên đội gọi thoại đến tiệm phở, nói chú ơi chuẩn bị 15-20 phút nữa con tới nha chú. Làm chú lấy cho con tô phở đặc biệt, là 20 phút nữa tới ngồi xuống kịch. 2 phút sau kinh ra tô phở liền. Chứ còn không là mình ngồi mình đợi, phải đợi coi đợi làm 15 phút. Rồi không có thời gian á, hay làm vậy. Còn có thời gian thì vô ngồi, ấy khỏi cần kêu vậy trước.
Miếng này, ăn miếng này đi, mình ăn miếng mềm mỡ ngon đi. Mẹ mình nó thích ăn mấy cái khúc này lắm. Béo dễ sợ. Mình quay mấy cái video clip này từ từ, tại vì mình sắp về Việt Nam rồi nên có thể là một ngày mình sẽ post mấy cái video clip, tại vì trước cái ngày mình về Việt Nam mình có thể là mình sẽ post 2-3 cái video clip cùng một lúc để cho các bạn cùng xem, để cho các bạn có một cái gì đó để xem, tại vì trên đường mình về Việt Nam á là mình đâu có post clip được, nên mình sẽ post clip mấy cái clip là 2-3 clip cách nhau vài tiếng đồng hồ để cho các bạn có thứ để xem trong lúc chờ mình về tới Việt Nam nha các bạn. Cái này mở quá thôi bỏ đi. Chơi vậy được không? Post dài cái clip cho trong một ngày á, có gì mà mọi người lên coi nha. Coi ủng hộ nha. Dưa leo này, dưa leo non. Đó. Nhỏ ăn vừa dặn. Thôi quá ngon luôn, không còn gì để nói nữa. Mấy miếng xương chứ cái chỗ cổ này thì không có thịt, nhưng mà cái da nó giòn. Giòn mà theo cái kiểu bánh te mà nói là giòn gụm luôn. Có nhiều bạn comment nói trời ơi, bà ơi bà sao mà nói chuyện hay lúa chứ bà. Nói trời đất ơi. Tôi hả, nếp luôn chứ lúa gì. Quá ngon. Ở đây á các bạn, ít nghe nhạc Việt Nam lắm. Biết không? Ví dụ như nghe nhạc á là lên xe cái có cái đài radio á thì chỉ toàn là nhạc nước ngoài không à. Rồi vui làm, đi làm 10 tiếng đồng hồ. Cũng coi TV Mỹ, tin tức Mỹ, nói chuyện với mọi người tiếng Mỹ, rồi về tới nhà. Chơi với con trai, nói chuyện với con trai. Rồi không có biết cái bài nhạc nào của Việt Nam mà mới đó. Nên mình chỉ toàn hát những cái bản nhạc cũ của Lệ Quyên, Mỹ Tâm được không mà. Chứ mình ít hát mấy nhạc mới, các bạn để ý đi, mình ít biết mấy bản nhạc mới. Các bạn Em Cái Mưa rồi biết ai chỉ không? Mưa nhà ai chỉ nghe đó. Chứ đâu biết cái bản Em Cái Mưa. Mấy ca sĩ giờ mình cũng ít biết lắm, mình biết mấy ca sĩ cũ mà. Chuyến này về đi coi ca nhạc. Chuyến này về đi coi Mỹ Tâm với Đàm Minh Hưng. Dẫn anh mình với chị dâu mình đi coi ca nhạc. Lâu quá không đi coi ca nhạc. Mấy cái phòng trà gì giờ Việt Nam giờ còn phòng trà gì các bạn, mình không biết luôn á. Ngày xưa mình ở Việt Nam thì có phòng trà Đồng Dao. Rồi phòng trà ngày xưa một phòng trà rất nổi tiếng là phòng trà Em Và Tôi. Không biết giờ còn mở cửa không. Với phòng trà gì của nhạc sĩ Lê Quang là phòng trà gì ta? Không nhớ nữa. Chỉ có biết phòng trà Đồng Dao mà. Chuyến này về đi coi hai kịch nữa. Coi Trường Giang Trấn Thành rồi á, coi mấy người đó ngoài diễn sao. Về 6 tuần nữa mà. Chuyến này mình đã sẽ làm nguyên một series Việt Nam ăn uống, đi chơi đâu. Mọi người xem nha. Chuyến này Việt Nam đi chơi ăn uống dữ lắm á. Truy tìm những địa điểm mà ăn uống mà ngon á, để đi ăn rồi quay cho các bạn xem. Mà phải nhờ sự hỗ trợ của các bạn để chỉ cho mình cái quán nào ăn ngon.
Hai. Hai. Mấy người này nãy giờ đi ngang qua chắc nhìn hả? Không nhỏ này làm gì cho những camera để nói chuyện mình không? Trời ơi. Ăn nãy giờ mà chưa thấy si nhi no gì luôn á trời ơi. Bao tử chắc không đái không? Người phụ nữ có bao tử không đái. Chồng mình vậy đó, ăn lẹ, no, đói ăn xong no ra đi chỗ khác. Kì này về mua vịt quay cho chồng mình ăn. Còn như chuyến trước về nó không ăn vịt quay thì sao? Các bạn biết chồng mình thích cái món gì không? Chú chiên. Chú chiên Việt Nam. Nó nói trời ơi, bên đây không ít bán chú chiên đó, bên Cali người ta mới bán chú chiên. Nó bán thèm chú chiên nữa. Đó gì ăn vậy nào, tới tối cái bụng ăn thêm mấy nữa là hết luôn đó. Hai vợ chồng cả ngày ăn con vịt đó. Ăn tới vô đây là đủ rồi. Bây giờ các bạn á, bây giờ mình có cái kinh nghiệm là các bạn muốn giảm cân á, các bạn ăn vừa đủ no thôi, các bạn đừng có ráng ăn nhiều, cứ ráng, đừng có ráng ăn vô mà ráng là cái ráng đó là cái mỡ, cái mập đó. Cái đó là kinh nghiệm của mình thôi nha. Đừng có ăn vừa đủ cái bụng thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Đó giờ bà Hai gọi nữa nè. À, thấy bà Hai không? Nhân nghiệp bà Hai thương mình lắm. Thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Để mình nói chuyện với bà Hai. Hy vọng mọi người thích video clip này. Con nghe nè cố ơi.